Chuyện kỳ lạ nè mọi người ơi. Mấy con cá lóc nuôi dưới ao sen ở trước cổng chùa nè. Trên đầu của nó toàn là bông sen không luôn. Thiệt là kỳ lạ nha. Có ai giải thích được giùm mình không? Những con cá lóc nuôi trước ao sen cổng chùa nè. Chắc là nó tu luôn rồi. Ôi, thiệt là kỳ lạ. Chùa Linh Sơn, quận Thủ Đức nha mọi người. Những con cá lóc nè. Nó tu luôn rồi. Đầu nó có bông sen luôn rồi.